đây có gốc nở ngành xanh ngọt, nước có nguồn bể cả sông sâu. Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể hội viên họ Tăng Hội Thành đã đứng dậy. Thông qua chương trình làm việc,
ngoài các nội dung trên, giới thiệu đại biểu lên tặng hoa và quà và kết nạp hội viên mới. Ba là báo cáo sơ kết năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Bốn là công bố thành lập các chi họ Cao trực thuộc liên chi và các trưởng chi ra mắt. Tiếp theo báo cáo sửa đổi bổ sung quy ước. Thứ tám là mừng thọ hội viên. Thứ chín là báo cáo tình tài chính của liên chi. Thứ 10, hội viên tham luận và đại biểu có tiên phát biểu. 11, chụp ảnh lưu niệm. 12, là liên hoan ẩm thực. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Cao Văn Sáu, trưởng ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời Cao chương trình nhận hoa. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Cao Sơn Hải, đại diện cho dòng tộc họ Cao Cộng Hiền Vĩnh Bảo lên tặng quà. Xin trân trọng kính mời ông Cao Văn Bình lên nhận quà. Xin trân trọng kính mời ông Cao Văn Tản lên tặng quà. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Cao Văn Nơi, đại diện cho họ Cao Hòa Thành, ủy viên lên tặng quà. Ta kết nạp hội viên mới, đề nghị tất cả các ông bà mà hôm nay ta vào hội thì lên trên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng với các đồng chí trưởng ban liên lạc họ Cao thành phố và trưởng ban liên lạc họ Cao liên chi nội thành. Hai ông, một là ông Cao Văn Lẽ, hai là ông Cao Văn Hải, ba là Cao Xuân Nhường. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu ông Cao Xuân Bình, trưởng liên chi họ Cao lên báo cáo năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Cao Văn Sáu, trưởng ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng. Kính thưa các vị đại diện cho các chi họ Cao, Cộng Hiền, Hợp Thành, Văn Phong. Kính thưa các cụ công, các bà, anh chị em, hội viên liên chi họ Cao thành phố Hải Phòng. Duy trì mối liên hệ và tình đoàn kết của những người cùng một dòng họ, ngày truyền thống đã trở thành thuần phong mỹ tục của cả nước từ nhiều năm nay trên nước ta và trên toàn thế giới. Vì thế, hiện nay dòng họ Việt Nam, các dòng họ Việt Nam đều thành lập ban liên lạc hoặc hội đồng gia tộc với nhiều hoạt động thiết thực vinh danh các danh nhân của dòng họ mình, làm gương cho hậu thế, gắn bó cùng xây dựng đoàn kết gia đình, dòng tộc và quốc gia hưng thịnh. Từ xa xưa, họ Cao Việt Nam đã suy tôn tướng quân Cao Đỗ là thủy tổ của họ Cao toàn quốc. Tướng quân Cao Đỗ là người có công giúp An Dương Vương thục phạt xây thành Bổ Loa, chế tạo nỏ Liên Châu mà quân địch và truyền lịch sử đều gọi là nỏ thành. Ngài đã có nhiều được nhiều nơi lập đền thờ và được phong thần. Ngày 16 tháng 1 năm 2013, Bộ Văn hóa Thể dục Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh ủy Bắc Ninh đã tổ chức hội thảo khoa học lịch sử Việt Nam
về Cao Đỗ Vương, danh tướng thời dựng nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự và phát biểu tại hội nghị. Hội nghị đã kết luận tướng quân Cao Đỗ sinh năm 2277 trước Công Nguyên đến từ trần năm 179 trước Công Nguyên là một tướng tài có An Dương Vương thuộc phán, quê quán tại xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ông từng là thuộc tướng của vua Hùng Vương thứ 18. Hiện nay tại xã Cao Đức, huyện Gia Bình, Bắc Ninh có lăng mộ và đền thờ của tướng quân Cao Đỗ. Tại thành phố Hải Phòng năm 2001, cụ Cao Hữu Nghị, nghệ nhân ngành may, đã vận động người họ Cao Hải Phòng thành lập ban biên đảng của Cao và hoạt động từ đó đến nay. Năm 2017, ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng đã thành lập liên chi họ Cao nội thành để liên kết những người họ Cao đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Ngày 16 tháng 4 năm 2023, liên chi họ Cao nội thành đã họp mặt toàn thể hội viên lần thứ nhất. Liên chi họ Cao nội thành đã xây dựng quy ước tổ chức và hoạt động của liên chi, đồng thời bầu ra thường trực liên chi để điều hành hoạt động. Tôi xin thay mặt ban thường trực liên chi trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của liên chi họ Cao nội thành và phương hướng hoạt động của liên chi trong thời gian tới. Phần thứ nhất, một số hoạt động chính của liên chi năm 2023. Ngày 16 tháng 4 năm 2023, liên chi họ Cao Hải Phòng đã tổ chức họp mặt với sự tham dự của ban liên lạc họ Cao thành phố và một số chi họ Cao ngoại thành Hải Phòng. 68 thành viên họ Cao đang sinh sống và làm việc tại nội thành Hải Phòng đã tham dự. Cuộc họp đầu tiên đã thành công tốt đẹp, có 59 hội viên ghi danh vào danh sách của liên chi họ Cao nội thành Hải Phòng và được phổ biến quy ước hoạt động. Lần họp mặt đầu tiên, ngoài tiền nộp hội phí 50.000 một người, ban tổ chức đã nhận được sự tài trợ nhiệt tình của các ông bà có tên như ông Cao Đức Khải 25.950.000, ông Cao Văn Tỉnh 3.950.000, ông Cao Văn Phúc 1.950.000, ông Cao Văn Hùng 1.450.000, ông Cao Lâm Khánh 1.450.000, ông Cao Xuân Lộc 1.000.000, ông Cao Xuân Bình 1.000.000, ông Cao Văn Tuấn 450.000, ông Cao Đức Hùng 450.000, ông Cao Văn Hùng 450.000 và một số hội viên ủng hộ từ 100.000 đến 200.000. Đặc biệt, ông Cao Bá Thân đã tài trợ toàn bộ kinh phí ghi hình và dựng phim xuất lên YouTube mà vừa rồi đã xuất, đã chiếu để mọi người cùng xem. Tổng số tiền tài trợ ngoài tiền hội phí sau khi đã chi cho cuộc họp mặt ngày 16 tháng 4 năm 2023 còn tồn quỹ được 24.300.000 đồng. Một số hoạt động theo quy ước từ năm 2023 đến đầu năm 2024 như sau. Liên chi đã tổ chức cùng với ban liên lạc họ Cao thành phố về dâng hương lễ tổ Cao Đỗ Vương tại xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch năm 2023 và mùng 10 tháng 3 âm lịch đầu năm 2024. Tham gia đoàn đi dự lễ kỷ niệm 215 năm ngày sinh của danh nhân Cao Bá Quát tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Dự lễ dâng hương danh thần Cao Tuấn thờ tại đình làng Văn Phong, xã Hồng Thái. Một số liên chi đã nhiệt tình tham gia dâng lễ và đi dự lễ. Hội viên đã nhiệt tình tham gia đi dâng lễ và dự lễ. Đặc biệt, ông Cao Văn Tỉnh, giám đốc cả Hải Phòng đã tài trợ tiền ô tô chở đoàn đi dâng hương cả 2 năm. Năm 2023, liên chi đã đi viếng mẫu thân một hội viên từ trần theo điều lệ quy ước. Việc thu chi quỹ của năm 2023 cho đến trước hội nghị ngày hôm nay
các vị sẽ được nghe ông Cao Đình Huy báo cáo toàn bộ trong cái phần báo cáo tiếp theo. Phần thứ hai, phương hướng hoạt động chính của Liên Chi năm 2024. Trong thời gian tới, Thường trực Liên Chi đề xuất một số hoạt động như sau. Một, sửa đổi bổ sung hoàn thiện quy ước hoạt động của Liên Chi và phổ biến rộng rãi đến toàn thể hội viên. Thứ hai, thành lập các chi hội thuộc Liên Chi nội thành để tổ chức hoạt động. Các chi cần phải quản lý tốt hội viên để hiểu rõ quyền lợi, hội viên hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong hoạt động Liên Chi. Tuyên truyền và kết nạp thêm nhiều hội viên mới vào Liên Chi. Hiện nay cả nước đang phát triển và ứng dụng số hóa trong tất cả mọi hoạt động từ chính phủ cho đến sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, Liên Chi đề nghị tất cả các thành viên của Liên Chi tích cực tham gia và theo dõi cái nhóm Zalo của Liên Chi. Năm 2023 thì chúng ta đã thành lập nhóm Zalo của những người Hải Phòng. Nhưng mà sau đó thì những người Hải Phòng thì đông, những người tham gia vào Liên Chi thì chưa nhiều. Kể cả số kết nạp ngày hôm nay thì chúng ta mới chỉ được có hơn 60 hội viên thôi. Vì thế, ngày nay chúng ta có rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, có rất nhiều mối quan hệ và thông tin. Nhưng thông tin trong nhóm Zalo sẽ cố gắng hạn chế thấp nhất để khỏi phải làm phiền các vị. Nhưng này cũng đòi hỏi và mời các vị là tích cực tham gia để không bỏ lỡ các thông tin về hoạt động của Liên Chi. Tất cả mọi hội viên của Liên Chi đề nghị đăng ký đầy đủ các thông tin như họ tên, năm sinh, số điện thoại và điện thoại, địa chỉ liên hệ để Liên Chi tiện theo dõi. Ban Thường trực Liên Chi có trách nhiệm bảo vệ bí mật các thông tin cá nhân để không bị những kẻ xấu lợi dụng lừa đảo. Tổ chức tốt việc mừng thọ hội viên theo quy ước và phúng viếng tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng hội viên hoặc bản thân hội viên từ trần theo quy ước. Duy trì mức hội phí hiện hành là 50.000 đồng. Mức này có nhiều người cho là thấp, nhưng thấp để tất cả mọi người tham gia được một cách rộng rãi. Và thực tế thì số tiền hội phí 50.000 một người có ý nghĩa là để ghi tên chính thức các hội viên vào danh sách. Còn tiền đóng các cái khoản chi phí như liên hoan ăn uống, các cuộc hoặc đột xuất thì đều phải do hội viên tài trợ và đóng góp thêm. Thường trực có trách nhiệm quản lý và giám sát tốt việc thu chi quỹ để không bị thất thoát và quản lý. Sẽ công bố công khai với toàn thể hội viên vào những kỳ họp hàng năm và chấp nhận mọi ý kiến yêu cầu cần kiểm tra giám sát đột xuất của hội viên nếu có thấy những vấn đề chưa hợp lý. Thường trực Liên Chi hoan nghênh các hội viên có điều kiện ủng hộ và tài trợ cho hoạt động của Liên Chi. Khi quỹ hội có đủ điều kiện cho phép hoặc có người tài trợ, hội sẽ tổ chức thêm các hoạt động mở rộng như đi tham quan, dâng hương thắng cảnh hoặc là dâng hương một số vị danh nhân nổi tiếng của người họ Cao trong cả nước. Ban Thường trực Liên Chi xin ý kiến đóng góp của tất cả các vị đại biểu và hội viên để hoạt động của Liên Chi ngày càng hoàn thiện. Xin chân thành kính chúc và cảm ơn tất cả các vị đại biểu đã về dự. Kính chúc các vị mạnh khỏe. Xin hết. Tiếp theo chương trình, xin chân kính mời ông Cao Huy Cận nên thông qua quy ước sửa đổi. Xin chào kính mời. Kính thưa ông Cao Văn Sáu, trưởng ban biên tập đảng họ Cao Hải Phòng. Kính thưa các đồng chí trong các ông trong ban thường trực Liên Chi họ Cao Hải Phòng. Kính thưa toàn thể các anh các chị bác công trong Liên Chi họ Cao của thành chúng ta, thay mặt cho ban tổ chức xin công bố thông qua quy ước sửa đổi tổ chức và hoạt động Liên Chi họ Cao nội thành Hải Phòng.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Liên chi họ Cao, thành phố Hải Phòng. Số 02/2024 Quy ước Liên chi họ Cao Hải Phòng ngày 5/5/2024 Quy ước tổ chức và hoạt động của Liên chi họ Cao nội thành Hải Phòng. 1. Tổ chức và hội viên Liên chi họ Cao nội thành Hải Phòng là tổ chức trực thuộc Ban Liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng. 2. Hội viên Liên chi là tất cả người họ Cao đang sinh sống và làm việc tại nội thành Hải Phòng tự nguyện tham gia sinh hoạt và đóng góp. 3. Liên chi thành lập các chi họ Cao trực thuộc để phân cấp quản lý hội viên. 4. Liên chi bầu ban thường trực để điều hành mọi hoạt động. 2. Hoạt động chủ yếu của Liên chi. 1. Tạo mối liên hệ những người cùng họ Cao để mở rộng giao lưu, đoàn kết. 2. Họp mặt hội viên đầu năm để sơ kết hoạt động và triển khai công tác hội mới. 3. Chúc thọ hội viên đã tham gia Liên chi ít nhất 1 năm khi tuổi trên 70, tròn 70, 80, 90. Các cụ từ 100 tuổi trở lên sẽ được mừng thọ hàng năm. 4. Viếng hội viên tứ thân cụ mẫu, vợ hoặc chồng hội viên từ trần. 5. Tham gia các hoạt động do Ban Liên lạc họ Cao thành phố tổ chức. 4. 6. Một số hoạt động phát sinh khi có đề nghị của đa số hội viên. 3. Thu chi hội quỹ, thu chi quỹ hội. 1. Nguồn thu quỹ hội phí 50.000 đồng một người một năm và tài trợ của hội viên hảo tâm. 2. Chi quà chúc thọ trị giá 200.000 đồng một suất lễ viếng, 500.000 đồng một trường hợp tư nhân, trong đó có hội viên và tứ thân cùng mẫu, vợ chồng hội viên. Nếu ở ngoại thành Hải Phòng, chi tiền xe chở đoàn đi viếng. Nếu ở tỉnh ngoài, xin gửi lễ, chi tiền xe cho đoàn đi dâng hương đền Cao Nổ Vương, chi phí duy trì hoạt động của Liên chi. 4. Quy định chung. 1. Các khoản chi liên hoan họp mặt hoặc hoạt động phát sinh khác, người tham gia đóng góp kinh phí theo dự trù sau khi đã trừ kinh phí được tài trợ. 2. Ủy viên thường trực phụ trách ủy phải ghi sổ thu chi, báo cáo công khai hàng năm. 3. Hội viên không đóng hội phí 2 năm liên tục và không tham gia các hoạt động do Liên chi tổ chức, coi như đã tự ra khỏi Liên chi. 4. Quy ước đã được thông qua tại cuộc họp ngày 5/5/2024 có hiệu lực, thay thế các quy ước đã ban hành trước đó. Thay mặt thường trực Liên chi họ Cao Đồ Thành, trưởng Liên chi Hương Nghi Cao Sơn Đình. Tiếp theo chương trình thực hiện quy ước hoạt động của Liên chi về việc mừng thọ hội viên, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các bà tiếp sau đây lên sân khấu để nhận quà mừng thọ. Kính mời phục vụ Cao Hữu Nghị, người sáng lập Ban Liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng, sinh năm 1923, năm nay là 101 tuổi, thì yếu cũng đi được, thì đề nghị quay là thân nhân phục vụ lên nhận quà giúp cụ. Và kính mời ông Cao Bá Thân, ông Cao Minh Hải và Cao Thị Vệ đều sinh năm 1954 nên mừng thọ tuổi 70. Xin chào, kính mời các bạn. Cao Sáu trưởng Ban Liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng và ông Cao Xuân Đình trưởng Liên chi họ Cao nội thành lên tặng hỏi pháp lý. Gia đình họ Cao trên khắp Việt Nam, từ Cao Lũ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan, người Nga xuống núi sông còn in dấu ghi danh đời đời cho con cháu Cao gia. Báo cáo với các cụ công bà, tiếp theo chương trình thì
sau khi ta nghe cái báo cáo của ông trưởng ban Nguyên Chi và đồng thời qua một số hoạt động, thì ở trên cơ sở bây giờ hội nghị ta sẽ tham luận, đề nghị công bà ta có gì ta sẽ tham gia tại cái nghị trường này. Xin chào chào, kính mời công bà. Alo, 23 rồi, cái năm nay là năm 24, thì tôi cũng có đọc ở trong cái danh của chi của mình đưa ra về những cái mừng thọ đấy, thì có ý kiến riêng của tôi thôi, còn nếu là mọi người có đồng ý hay không là tất cả mọi người. Theo tôi đấy thì theo luật của nhà nước đấy thì là 5 năm một lần, thì mình cũng lấy theo cái của nhà nước là 5 năm một lần mình làm sinh nhật cho nhau nó vui vẻ. Chứ tôi thấy để mà 10 năm thì nó xa quá, mà nó lâu quá. Có người thì biết đâu người ta sinh hoạt với mình thì sao? Đến khi những người đấy người ta lại không đến tuổi người ta sinh hoạt với mình mà đang sinh hoạt với mình người ta lại không may. Đấy là cái ý kiến của tôi. Thì là tôi chỉ muốn là thôi mình cứ theo luật của nhà nước 5 năm một lần thì mình cũng làm theo cho chi mình là như thế. Thì tất cả anh chị em ở trong hội chi với nhau này có đồng ý hay không là đấy là tất cả mọi người. Còn ý kiến riêng của tôi thì tôi đưa ra như thế để mọi người có ý kiến riêng ạ. Tôi xin hết ạ. Rồi, cảm ơn anh chị. Như vậy là đây là một cái cuộc thảo luận, cho nên là như ý kiến phát biểu vừa rồi là rất hoan nghênh. Tức là nói tóm lại là cái dự thảo quy ước nó mới chỉ là cái văn bản mà có một vài cái ông thường trực ông ngồi ông suy nghĩ với nhau thôi. Thế thì cũng có thể là nó là thể hiện được đúng cái nguyện vọng của tất cả, nhưng mà cũng có thể nó chưa đầy đủ. Cho nên là xin mời các vị hội viên khác, các vị có thể tham gia ý kiến. Thứ nhất là ý kiến về vấn đề là không nên kéo dài cái niên độ, cái tiến độ mừng thọ như vừa rồi. Tức là ngay năm đầu thì có đưa ra cái tiến độ mừng thọ là 5 năm một lần. Nhưng cuộc họp thường trực ngày 1 tháng 5 vừa rồi thì lại thấy rằng là như vậy thì nó hơi dày quá, cho nên lại chuyển thành 10 năm. Thế nhưng mà hôm nay thì có một ý kiến rằng là 10 năm nó cũng lâu quá. Thế thì thôi tôi xin phép là vì tôi là cũng là trưởng ban liên lạc và cũng là chủ trì các cái cuộc họp ấy. Cho nên tôi xin ý kiến biểu quyết luôn về cái nội dung này. Hội viên nào đồng ý rút cái thời gian mừng thọ 5 năm một lần, tức là 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100, đã 100 trở lên thì không tính nữa rồi, tức là cứ liên tục. Có nghĩa là 70 một lần, 5 năm sau là 75, 5 năm sau là 80, 5 năm sau là 85 rồi 90, 95. Thế còn từ 100 trở lên như cụ Cao Hữu Nghị nhà mình thì 5 năm cũng mừng. Thế xin mời là ai nhất trí ý kiến này thì giơ tay cho. Vâng, vậy thì đồng chí thầy mua đồng chí nào đếm một cái. Vâng, à như vậy là có vẻ nhất trí 100% rồi đấy ạ. Vâng, được rồi ạ. Có ai có ý kiến khác không ạ? À, vâng, thôi được rồi, tức là không ai có ý kiến khác. Vâng, tôi xin thay mặt cho thường trực niên chi là sẽ sửa cái nội dung này trong quy ước. Thế xin mời các vị tiếp tục phát biểu. Tiếp theo chương trình thì tôi xin mời là trên trọng giới thiệu ông Cao Văn Sáu nên phát biểu với hội nghị. Xin kính mời ông. Kính thưa toàn thể bà con họ Cao, dâu rể họ Cao có mặt trong cái buổi gặp mặt của liên chi họ Cao nội thành tổ chức ngày hôm nay, và cho phép tôi thay mặt cá nhân cũng như liên chi ban lãnh đạo Cao thành phố gửi tới mọi người, đặc biệt là những thành viên mới của Cao một lời chúc sức khỏe, thành công và nhiều may mắn trong cái hoạt động của Cao của mình. Thưa toàn thể bà con, với cái tình cảm xuất phát từ cái yêu cầu của cái nhớ về nguồn cội mà chúng ta thành lập cái ban liên lạc họ Cao, và đặc biệt là nhiều năm nay thì chúng tôi đã duy trì và hoạt động cái ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng nói chung và kết nối được rất nhiều các ban liên lạc họ Cao ở các chi ngoại thành, và bắt đầu từ năm ngoái chúng ta có thêm một cái tổ chức mới là ban liên lạc liên chi họ Cao nội thành. Và chúng tôi đã xác định và cái ấp ủ cái ý tưởng này từ nhiều năm, nhưng mà năm ngoái chúng ta đã thành lập được, và đấy là một trong những cái tiến bộ mới của cái sự kết nối bà con Cao
thành phố Hải Phòng chúng ta nói riêng và cùng với hoạt động của họ Cao toàn quốc nói chung. Thưa toàn thể bà con, những người hoạt động của hội cũng như ban liên lạc cũng đều là những người quan tâm và đặc biệt quan tâm với dòng họ và cũng là tấm gương cho con cháu chúng ta noi theo, hướng về nguồn cội và đặc biệt là khơi dậy cái tình cảm, tâm tư cũng như là cái truyền thống tốt đẹp của cha ông. Đây là một trong những cái nội dung mà ban liên lạc họ Cao đề xuất rất cao. Đặc biệt là ban liên lạc họ Cao Liên Chi cũng là một trong các thành viên của ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng. Và chúng tôi xác định đây là cái tổ chức nòng cốt giúp cho ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng hoàn thành những nhiệm vụ với cái ý tưởng là xây dựng bà con cái ban liên lạc họ Cao toàn thành phố Hải Phòng luôn luôn lớn mạnh và có chiều sâu cũng như bề rộng và cái chất lượng để làm cho cái kết nối bà con Cao toàn thành phố chúng ta và trước mắt lâu dài cũng như để cho con cháu luôn luôn hướng về nguồn cội và xây dựng một cái tổ chức mặc dù nó là hội, nó là ban liên lạc nhưng đầy ý nghĩa và mang cái tính chất truyền thống kết nối. Và với cái niềm tự hào đó thì hy vọng rằng các bác, các anh, các chị và công các bà, là nếu mà nói rộng ra nữa, những người cao tuổi là công các bà và nhiều người lên cụ, nhiều người lên ông lên bà, chúng ta sẽ thay cái lời ấy để giáo dục cho thế hệ trẻ con cháu họ Cao chúng ta ngày càng là có một cái tâm hướng về nguồn cội và xây dựng cái dòng tộc một cách nó truyền thống bài bản và một cái niềm vinh dự tự hào. Và từ đó thì cái kết nối cũng như cái xây dựng cái truyền thống đó ngày được nâng lên và mang cái truyền thống vinh dự đầy đủ đấy để phát triển các cái họ Cao. Thì nhiều con cháu rất có tài, có tâm và đồng thời là hướng về nguồn cội. Nhưng nếu chúng ta không khơi dậy và chúng ta không tổ chức và không hướng dẫn cho các con cháu thì cái đó nó sẽ mai một đi. Đấy là ý nghĩa lớn cũng như là cái truyền thống tốt đẹp mà ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng luôn quán triệt cũng như là ban liên lạc Liên Chi họ Cao nội thành đã phát triển từ năm 2023 cho đến 2024 và năm nay là kỳ họp mặt thứ hai. Thì với cái vinh dự đó hôm nay được phát biểu ở đây, tôi cũng không nói gì nhiều và cũng mong muốn rằng với cái truyền thống tốt đẹp đấy cũng như là cái ghi nhận những cái thành tích của bà con và cái kết nối phát triển của dòng tộc, một lần nữa tôi xin chúc các bà con nội thành cũng như các đệ tử ngoại thành trong buổi họp hôm nay lời chúc sức khỏe, người thì chúc phát triển và kết nối rộng hơn nữa, sâu hơn nữa và phát triển với chất lượng hơn nữa cho dòng tộc và cho con cháu chúng ta nói đẹp. Xin cảm ơn. Và lời cuối cùng tôi xin nói thêm là với cái truyền thống tốt đẹp và đồng thời cái kết nối đấy thì hy vọng là năm nay chúng ta đã tổ chức trang trọng và tốt đẹp như này thì sang năm chúng ta còn nhiều những cái nội dung khác nữa. Tôi là những người hoạt động rất lâu năm từ thời Cụ Nghệ, đưa Cụ Nghệ đi tất cả các cái chi ngoại thành và hiện nay chúng ta đã có đến 13 cái chi ngoại thành rồi. Và với cái tinh thần như thế thì cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục khơi dậy cái tinh thần đấy và kết nối cái bà con họ Cao chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn. Và có một cái niềm hy vọng nữa là xây dựng một cái truyền thống tốt đẹp đấy đi sâu bén rễ vào những người ở sườn ở xa hay bất cứ nơi nào mà là con cháu dòng rể cũng hướng về cái tâm của họ Cao với truyền thống của Cao Lô Vương. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn ông Cao Văn Sáu, trưởng ban liên lạc họ Cao thành phố Hải Phòng đã có lời phát biểu động viên Liên Chi. Hôm nay thì các vị đại diện các chi họ Cao hoàn thành về dự, đặc biệt là chi họ Cao Cộng Hiền mới kết nối với thành phố gần hơn, mới hơn các chi họ Cao khác. Thì tôi xin trân trọng giới thiệu ông Cao Sơn Hải, đại diện chi họ Cao Cộng Hiền Vĩnh Bảo, nên có đôi lời phát biểu với lại mình. Xin trân trọng kính mời ông.
Kính thưa các ông bà, cô bác, kính thưa toàn thể các anh chị trong dòng tộc họ Cao. Xin thưa cho các tôi xin được đại diện dòng họ Cao, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo hôm nay đây được về dự buổi họp mặt tổng kết hoạt động của hội dòng họ Cao ở nội thành Phố Hải Phòng. Kính thưa các ông bà, kính thưa cô bác cùng toàn thể các anh chị, rất là vui vì các cụ có câu cây có cội, suối có nguồn. Do vậy với tình cảm đong đầy của dòng họ Cao chúng ta, như vừa rồi chúng tôi được xem một cái clip quay từ ngày tiên sử thành lập và có dòng họ Cao đến ngày hôm nay thì rất lớn, rất mạnh trong cả ba miền đất nước, dọc đất nước hình chữ S của chúng ta. Với tinh thần đó, với tình cảm đó, với cái yêu quê hương đất nước, yêu dòng họ tổ tiên, yêu những người mà đã sáng lập ra dòng họ Cao chúng ta phát triển ngày hôm nay, tôi thực sự bồi hồi, xúc động và rất cảm ơn trong ban liên lạc dòng họ Cao thành phố Hải Phòng đã duy trì được cái nền nếp. Bản thân tôi hôm nay xin thưa lần đầu tiên tôi được dự hội nghị trong dòng họ Cao thành phố Hải Phòng. Còn quê hương tôi xin thưa là dòng họ Cao của xã Cộng Hiền, Vĩnh Bảo thì chúng tôi đã duy trì rất nhiều năm từ thời ông bà đến đến bây giờ. Cái ngày giỗ tổ của dòng họ Cao chúng tôi vào ngày 1 tháng 2 âm lịch. Thế thì hàng năm chúng tôi có tổ chức giỗ tổ dòng họ Cao. Vì vậy con cháu xa gần cũng đều về dự và dâng hương ngày đó. Với những tình cảm yêu quê hương, yêu tiên tổ, dòng họ và đến giờ phút này trong dòng họ Cao của Cộng Hiền chúng tôi vẫn đã duy trì được. Với diện tích khuôn viên của nhà thờ to nhỏ khoảng 400 m², chính thức là cái đất nền tổ của dòng họ từ xưa đến nay để lại. Điều đó chúng tôi rất vui, rất phấn khởi và đến giờ phút này và rất được phát triển. Chính vì thế đó cho nên là khi hôm nay được dự cái hội nghị của dòng họ Cao ở nội thành đây, tôi rất phấn khởi bởi vì được nhân lên rất nhiều các quê hương, các miền và các ngoại thành đều có dòng họ. Vì vậy chúng ta rất mong muốn rằng sự phát triển của dòng họ ta ngày càng phát triển hơn nữa. Với cái nền tảng kinh tế, tiềm lực, khả năng, tài năng của tất cả con cháu dòng họ Cao trên ba miền đất nước này chúng ta rất nhiều và rất dồi dào. Do vậy chúng muốn phát triển hơn nữa để chúng ta gia nhập vào hội để phát huy truyền thống dòng họ, phát huy cái tiền sử, phát huy cái bản chất lịch sử của dòng họ Cao để cho con cháu muôn đời noi theo và mọi người đều phấn khởi và tin tưởng rằng đường lối lãnh đạo của Đảng cũng như là cái chỉ đạo của nhà nước được phép thành lập các hội dòng họ chúng ta ngày nay. Xin thưa như tôi đã biết, các ông bà biết rồi, nhiều dòng họ trên đất nước Việt Nam này phát triển rất mạnh, rất lớn và rất hoành tráng, động viên con cháu rất nhiều. Chính vì thế nên phải có nền tảng có gốc, như tôi đã bắt đầu là cây có cội là như thế. Muốn được như thế thì hôm nay tôi thay mặt trong dòng họ Cao của Hiền Vĩnh Bảo về dự hội họp mặt hôm nay xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất và xin được gửi lời kính chúc sức khỏe cho tất cả các ông bà, cô bác, các anh chị trong ngày hôm nay. Một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất, xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể hội nghị, như vậy là cuộc họp mặt của Liên Chi Hòa Cao nội thành đã hoàn thành cơ bản các phần chính của chương trình. Trước khi kết thúc thì tôi xin phép thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các vị khách quý và toàn thể hội viên đã nhiệt tình bố trí thời gian về dự. Hôm nay ban tổ chức đã nhận được quà của các ban liên lạc của Hòa Cao, các chi Hòa Cao Hòa Thành, và ngoài ra thì các hội viên về dự hôm nay cũng đã nhiệt tình ủng hộ thêm chi phí để tổ chức cái buổi họp mặt thêm trịnh trọng. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các vị và kính chúc các vị mạnh khỏe. Gia đình họ Cao trên khắp Việt Nam, từ Cao Lũ ông cha thời sơ khai nước Việt, đánh đuổi ngoại xâm cứu nước lúc nguy nan, người ngã xuống núi sông còn in dấu ghi danh đời đời cho con cháu Cao già.